Thế nào là thiên mệnh? Tế công hoặc Phật tự huấn. Thế nào là thiên mệnh? Thiên mệnh tức là bổn tánh của bản thân, chí thánh, chí tịnh, trường tồn mãi mãi. Các con mỗi người đều là Phật. Phật ở tâm đầu. Trong tâm tự có Phật. Dẫn chứng kinh điển chỉ là tăng thêm lòng tin của các con. Đạo trường đề xướng học thuyết Nho gia. Trung Dung viết: Thiên mệnh chi vị tính. Thiên mệnh này là bổn thể, không phải là thiên mệnh gánh trên vai. Các con lãnh sứ mệnh là điểm truyền sư, giảng sư, đàn chủ là trách nhiệm. Cần phải hành theo chức phận, đừng ham làm thầy người ta. Cậy thiên mệnh lộng quyền, tự kiêu tự đại là dở rồi. Mỗi người đều là thiên mệnh, mỗi người đều bình đẳng. Thiên mệnh này là bổn tính, bởi vì tính tại nhân tại, con mới nghe thấy lời ta nói. Ngồi ở đây, nếu tính đi thì nhân hoại, kêu thế nào cũng không thể nghe, không thể đoái hoài. Trung Dung viết: Thiên mệnh chi vị tính, cho thấy thiên mệnh khả quý, hoàn toàn ở tự tính. Phàm là người có thể gánh vác tính lý chân truyền, nhất định là nhân tài gánh thiên mệnh. Mà người gánh tính lý chân truyền, tất ngộ được Như Lai chân thật nghĩa, tất hành được vô vi vô chấp, tham gia trợ giúp việc lớn thiên địa giáo hóa. Cho nên đạo quán cổ kim, đức phối thiên hạ. Thiên mệnh đến từ ánh sáng giác ngộ do thấy được Bồ Đề Tâm. Thiên mệnh chẳng phải là bản hiệu, tùy sở thích của con người, muốn treo lên thì treo, hoặc dựa vào để thu hút người khác, trịch thượng. Hơn nữa, sự biểu hiện của thiên mệnh là sự thể hiện của đạo đức. Nó đại biểu cho tâm người và tâm trời hợp nhau, cũng tức là sứ mệnh thần thánh, đồng thể đại bi, vô duyên đại từ của tâm Phật Đại Thừa. Vì thế, phàm Bạch Dương hiền sĩ ngộ thấu tính lý chân truyền đều là thân gánh vác thiên mệnh, trụ cột thế thiên tuyên hóa. Mà thật giả của thiên mệnh thì phải xem giác hành tâm pháp có vi diệu sâu sắc hay không. Nếu là người chân ngộ, nhất định hành được tâm pháp vô duyên đại từ, đồng thể đại bi, viên mãn bình đẳng hơn nữa. Tất cả tam giới thập phương đều sinh Phật vậy. Cho nên, người gánh vác thiên mệnh, tâm nhất định tham ngộ chí đạo của trời đất, thân học khí phách của thánh hiền, kế thừa và phát huy. Trên không thẹn với trời, dưới không ngượng với đất, ngoài không khi người, trong không khi mình. Từ thận độc mà độc thiện kỳ thân, tức là trên không thẹn với cha mẹ, dưới không thẹn với anh em, trong không thẹn với vợ chồng, ngoài không thẹn với người thân bạn bè. Từ tề gia mà trị gia, tức là trên không phụ các nước lân bang, dưới không phụ lòng dân, ngoài không phụ sư trưởng, trong không phụ sở học. Từ hành đạo dục thế mà giác kỹ giác tha, tức là khuyến thiện trừ ác, tồn tâm bình đẳng, hành pháp phương tiện, di phong dịch tục, đoan chánh tâm người, lấy bù đắp trời đất làm công, lấy dẫn tâm ngay thẳng làm giáo, lấy hành vô vi làm đạo, lấy quán vô dục vô chấp làm đức. Thân gánh vác thiên mệnh như vậy, có thể gọi là không thẹn vậy. Thiên mệnh về mặt đạo đức vượt qua thiên mệnh sa bàn, thiên mệnh chân tu vượt qua thiên mệnh hình thức, thiên mệnh vô hình vượt qua thiên mệnh hình tướng. Thiên mệnh có thật, có giả, nhưng đạo chánh, lý chánh, thiên mệnh chánh phải thật. Cũng tức là thiên mệnh vĩnh viễn được xây dựng trên chân lý thật. Tu sĩ phải nghĩ kỹ,
18 tổ cùng một thiên đạo, không nên có tâm phân biệt. Đạo không phân, do người tự phân. Các con đều phạm điều này. Phật quy phải giữ, nhưng phải hoạt bát linh động, không được bảo thủ trì trệ. Đừng cho rằng đó là tổ khác, như vậy không phải là đạo nữa. Mọi người đều là anh chị em, cần phải không phân biệt đây đó, đồng tâm hiệp lực đi độ hóa chúng sanh mới phải. Nghĩ xem, chúng ta tu đạo là tu như thế nào? Là kiến đạo thành đạo, phải không? Không phân tổ tuyến, ai phân đây? Hy vọng mọi các con đều tu luyện cho tốt. Phải biết rằng, thiên mệnh, mệnh mình đều hợp nhất. Lớn vô ngoại, tiểu vô nội. Cần phải dùng tâm bất động bất biến đi ứng phó với thiên biến vạn hóa, giữ lấy nguyên tắc của bản thân. Tất cả bên ngoài tùy cảnh mà tan biến. Cổ thánh nói, quân tử sợ ba điều: sợ mệnh trời, sợ đại nhân, sợ lời nói của thánh nhân. Cho nên tu sĩ mỗi người lấy thiên mệnh làm mục tiêu theo đuổi cho mình, như thế nhất định là lẽ thường. Nhưng trước khi kính sợ theo đuổi thiên mệnh, cần phải hiểu rõ thiên mệnh. Tuy là tối cao vô thượng, nhưng cũng là vô hình không thấy được, không được đi theo một cách mù quáng. Phải biết rằng, nói là có thiên mệnh, chưa chắc đã có thiên mệnh, mà nói không có thiên mệnh, chưa chắc là không có thiên mệnh. Bởi vì thiên mệnh là thiên lý, cũng tức là huệ tính của Phật. Người đời dùng mọi thủ đoạn để theo đuổi thiên mệnh, thậm chí tự xưng có thiên mệnh, nói người khác không có thiên mệnh, hoặc nói bản thân là thiên mệnh thật, người khác là thiên mệnh giả. Từ hiện tượng này có thể thấy được vọng tâm tự tư, ngã chấp và hủy báng người khác. Phàm những hành vi tự tâng bốc, bài xích người khác, rời xa thiên đạo, có thiên mệnh gì mà nói ở đây? Cho nên, người đời trong quá trình tu đạo, nghe thấy môn phái nào, người nào đó có thiên mệnh mới là chánh tông chánh phái. Khi đó đừng mù quáng mà chạy theo, phải dùng lý trí huệ nhãn mà quan sát. Trung Dung viết, thiên mệnh chi vị tính, xuất tính chi vị đạo, tu đạo chi vị giáo. Cho nên thiên mệnh là một người tu đạo xuất tính, là một cách gọi tôn nghiêm do từ phàm mệnh được thăng hoa thành thánh mệnh. Thật ra, ý nghĩa thật sự của kính sợ thiên mệnh là ở tôn kính, đại biểu đạo đức thực tế của thiên lý, mà không phải là sự sùng bái mù quáng bản hiệu thiên mệnh. Truyền thừa thiên mệnh, mỗi người đều có trách nhiệm, con cháu cháu, đời đời kiếp kiếp, đều phải để nó được truyền thừa xuống, không thể gián đoạn. Bởi vì không có thiên mệnh này, trời sẽ loạn, đất sẽ loạn, người sẽ loạn. Cho nên, chỉ có thiên mệnh này lưu hành rộng khắp, lưu hành chính xác, mới có thể giúp người ta bình an. Tất cả mọi người mới có thể chiêm quan ánh sáng của nó. Thiên mệnh này không chỉ ơn trên truyền, không chỉ con người truyền, mà là toàn thể lưu hành. Không chỉ một người gánh vác, còn phải ngàn ngàn vạn vạn người đều phải cùng nhau gánh vác. Không phải nói sứ mệnh này là của ai, mỗi người đều có sứ mệnh, chỉ là vấn đề phải lãnh đạo như thế nào, làm sao để nó viên mãn hơn. Trong Thỉnh Thị Bàn Đạo Từ có ghi, hiểu rõ đại sự mạc hậu, cùng báo tình mẫu. Thế nào là đại sự mạc hậu? Là sinh tử đại sự của con. Hiểu rõ bản thân con chưa? Sau khi tứ đại phân tán thì là ai? Hiểu không?
thời kỳ mạn hậu, hiểu rõ bổn tâm là lúc tự thu xếp viên mãn. Có sinh tử tất có đối đãi, bổn thể độc nhất vô nhị, hồi quang phản chiếu, tự tại Bồ Tát ngay trước mặt. Thu lại tâm đã phóng thả bên ngoài, trừ bỏ tạp niệm, một chút cũng không bị nhiễm. Trở về quê nhà, gặp lại mẹ. Con người già đi sẽ bị rối loạn mất trí, bởi vì không rõ ràng. Tâm không sáng thì tối, chấp mê vọng tưởng quấy nhiễu, cho nên rối loạn xa đạo. Lão tiền nhân các con lúc 90 tuổi là một người sáng suốt, rõ ràng rành mạch, cho nên mê và ngộ khác biệt chỗ này. Tu đạo phải có trí tuệ, đạo và giáo khác nhau. Có tổ chức, có đoàn thể nhân sự, lập dự án, bản hiệu, không phải là đạo nữa rồi. Khi con khởi tâm động niệm thì đã chấp vào danh lợi quyền thế nhân tình, đã bị sai lệch, rời đạo xa vậy. Về vấn đề này, con không có trí tuệ, không có chủ kiến, là người lãnh đạo, gặp khảo không đạt yêu cầu, cho nên không ai phục con. Con không hiểu rõ đạo, lại vô đức, tự nhiên sẽ khởi lên tranh chấp. Phải sám hối cho tốt, hồi quang phản chiếu. Con người một khi bị quyền thế mê hoặc, đánh mất bản thân, những việc làm đều không hợp tình hợp lý. Mà con người lòng dạ thường hẹp hòi, tầm nhìn hạn hẹp, cần phải khiêm tốn, thành tâm, thanh tịnh mới có trí tuệ. Cần xả, cần hy sinh thì mau hy sinh. Qua thôn này thì không còn tiệm bán hàng nữa, hối hận đã muộn rồi. Một đường dây kim tuyến, thừa thượng khải hạ, các con phải tuân thủ nghiêm ngặt. Không có sư tôn, sư mẫu, không có lão tiền nhân, điểm truyền sư, thì không có các con. Uống nước phải nhớ nguồn, thiên lý nhân tình phải phân rõ. Chân thiên mệnh truyền thừa, chân lý tiếp diễn, chân thiên đạo diệu dụng, là công chánh vô tư. Thiên đạo vốn không có thân sơ, chỉ lấy nhân đức làm gốc, mới có thể giúp đỡ xả tắc, biến tàn bạo thành may mắn tốt đẹp, khiến cho thiên hạ đại đồng. Vì thế, có đạo mới có thể gánh vác sứ mệnh, bồi đức mới có thể bàn việc ơn trên. Nếu chấp nhân tình tư tâm, tự chuyên, thích ân huệ nhỏ nhặt, xạo ngôn xu nịnh, theo tà đạo nhân tình, thiên mệnh của con tự nhiên rời khỏi bổn tâm con, sứ mệnh của con cũng không thể đạt được. Vấn đề này phải rõ. Đại đạo không vụ lợi, chỉ dựa vào đức. Nếu khởi niệm tham sân, trăm ngàn ma chướng sẽ sinh ra. Trò ơi, nếu các con muốn tranh quyền, muốn tham cầu danh lợi, địa vị, thì đánh mất bồ đề bổn tâm. Đây là do nhân tâm, tà tâm quấy phá, uổng phí đã ở đạo trường tu bàn cực khổ. Bởi vì có mục đích sẽ có phiền não, đau khổ. Hy sinh không mục đích, không sợ, không đòi hỏi thì mới có giá trị. Vì thế chỉ có vô tư, công thành không nhận, mới không đánh mất lòng dạ cần phải có của một người lãnh đạo. Nếu mỗi người đều giữ lấy tấm lòng từ bi, bao dung, đi độ hóa chúng mê, bao dung tất cả sự vật, bạn khiêm, tôi cung, bạn lễ, tôi nhường, mọi người đều hòa khí, cả đạo trường đương nhiên đâu đâu cũng tràn đầy tình đạo. Thầy hy vọng các vị điểm truyền sư đừng phân biệt đây đó, phải đồng tâm đồng đức, đặt mình sau kẻ khác. Đừng thích làm thầy người khác, thích lãnh đạo người khác. Phải tự tôn tự trọng, tự kính tự ái, tự động tự giác.
trước sau mới có thể nhất quán. Người ở phía trước dùng đức phục nhân, dẫn dắt mà không lãnh đạo, nghiêm mà không khắt khe, uy mà không quyền thế. Nếu con đủ đức hạnh, tự nhiên không lãnh đạo mà bốn phương quy phục. Còn hậu bối thì sao? Phải khuôn phép nề nếp, dũng cảm khuyên can, giúp đỡ, mạch lạc rõ ràng, trước sau như nhau. Ai nói rằng hoàng thổ không thể biến thành hoàng kim đây? Làm việc ơn trên, phải giữ lấy một tấm lòng công chánh trí thành. Nếu các nơi phân chia phe phái, chấp nhân ngã tướng, thì rời đạo quá xa rồi. Còn thiên mệnh sẽ rời khỏi bản thân con. Công tà lệch không còn thiên mệnh nữa. Điểm không khai, không chỉ lầm lỡ chính mình, mà còn liên lụy đến người khác. Đây chẳng phải tăng thêm tội lỗi, tự mình phải gánh hay sao? Trò ơi, phải biết thiệt hơn, nhất thiết đừng xem thường thiên mệnh. Các con biết rằng hướng ổn định của nhân gian là ở đâu? Ở người nào? Ở người đức cao trọng vọng, người có tâm bàn đạo, người có tâm độ hóa chúng sanh. Tâm con càng mạnh, sứ mệnh càng mạnh. Con qua loa cho xong việc, ơn trên cũng không dám mang sứ mệnh giao phó cho con. Người tu hành có vô số, nhưng thật sự có mấy người đang gánh vác sứ mệnh đây? Lẽ nào các con chỉ tùy thuộc người ta, lũ lượt đi theo hay sao? Các con phải là người cầm lái, làm thuyền trưởng, hoặc chỉ là cuốn theo chiều gió, phiêu bạt đây đó hay sao? Đây hoàn toàn là do các con lựa chọn. Đừng tiếp tục trôi nổi theo thế tục nữa. Thế nào là thánh đạo truyền thừa? Ban mệnh bắt đầu cho các con là ngọn đuốc, phải hộ trì mình cho tốt. Trách nhiệm, tuệ mệnh, truyền thừa đã nhận lãnh. Kể cả những việc sau này, không phải con người muốn thì ơn trên ban cho. Thiên mệnh có ẩn, có hiện. Thầy chỉ hy vọng thấy được hóa thân của Bồ Tát, tình yêu thương từ bi của tiên Phật, sự khiêm nhường vô vi của thánh nhân trên thân các con. Đạo thống 8864 đã chọn, đại lý bắt đầu truyền thừa thiên mệnh đã đến giai đoạn kết thúc. Sau này có Di Lặc phán định thu viên, không phải theo ý muốn con người. Cho nên, bất luận các con là điểm truyền sư, giảng sư có thể tận bao nhiêu sức lực thì bàn bấy nhiêu. Giữ lấy nguyện này của con, đi xây dựng cho tốt, cho đến hơi thở cuối cùng mới thôi. Nếu thật sự có thể trước sau như một, vậy thì bàn giao được với ơn trên rồi. Trời không xem con bàn được rộng lớn bao nhiêu, mà xem con tu có chân tâm thực thiện hay không. Điểm truyền sư đều rất bận. Mỗi các con đều nghĩ rằng không đủ điểm truyền sư bàn đạo rất khó khăn, phải không? Đây là thời vận, cũng là thiên thời. Lẽ nào lão mẫu không biết, thầy không biết hay sao? Ơn trên cũng muốn mang ngọn đuốc thần thánh này truyền thừa xuống. Nhưng suy cho cùng, người nào thật sự có được đầy đủ đức như Nghiêu Thuấn để nối tiếp các ngài đây? Ơn trên ban mệnh cho các con, các con thật sự đủ công tâm không kiêu ngạo để truyền thừa ngọn đuốc này không? Cho nên ơn trên mới chậm chạp nhìn xem chúng sanh tạo hóa. Thầy cũng luôn luôn xây chuyển nhân duyên của các con, để cho nhân tài xuất hiện hỗ trợ chặng đường này. Bây giờ là tùy thuộc vào các con rồi. Còn không được nữa thì tùy thuộc vào số phận. Đạo sau này thịnh là thiên mệnh, đạo sau này suy cũng là thiên mệnh. Hãy tham ngộ cho tốt vậy. Đạo dùng để cứu chúng sanh. Trong lúc chúng sanh vô cố, bất lực, bàng hoàng, không còn hy vọng, để họ còn một tia sáng quang minh,
còn có chỗ nương tựa. Có thiên chức thì hãy trân trọng, thiện dụng để mang lợi ích cho chúng sanh. Hãy lèo lái đạo trường này cho tốt, nhất thiết đừng vì tâm niệm con có chút không chính đáng mà hủy hoại nó. Nếu quả thật như vậy, không chỉ chư Phật Bồ Tát thở dài đáng tiếc, ngay cả cửu huyền thất tổ của con cũng bị oan uổng. Mọi các con đều liên quan mật thiết với tính mệnh của chúng sanh. Thầy ở những nơi nhân duyên chín mùi của đạo trường xoay chuyển chúng sanh, giao đến tay các con để các con chăm sóc. Thầy chỉ thông qua thành quả của các con thì có thể biết được con đã bỏ ra mấy phần tâm sức để chăm sóc và dìu dắt mầm non.